Việt Nam với hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ trong nước lẫn ngoài nước. Tăng cường hợp tác và liên kết được xem là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp có đủ sức mạnh và tiềm lực đương đầu với những sự thách thức của sự phát triển. Sự kết nối giữa hai thị trường truyền thống Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc trong thời gian qua và tương lai đã mở ra những cơ hội hợp tác cùng phát triển giữa khối doanh nghiệp SME của hai thị trường. Trong một hội thảo về liên kết doanh nghiệp giữa Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc được tổ chức gần đây, ông Trang Minh Huy, Giám đốc Phòng Thương mại Đài Loan tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nền kinh tế Việt Nam và Đài Loan có nhiều nét tương đồng khi có tới hơn 90% số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính số doanh nghiệp SME này là động lực phát triển cả hai nền kinh tế và sự tương đồng giữa hai thị trường tạo nhiều cơ hội để các bên giao thương hợp tác với nhau. Cũng theo ông Trang Minh Huy, ở góc độ vĩ mô, việc liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam Đài Loan sẽ giúp kéo giảm khoảng cách trong kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai thị trường. Hiện Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan 2,08 tỷ đô la Mỹ mỗi năm với các mặt hàng dệt may, nông sản, cao su, đồ gỗ và nhập khẩu chủ yếu máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu từ Đài Loan với kim ngạch hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, việc liên kết cũng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khối doanh nghiệp SME, tiếp cận với các công nghệ mới, nâng tỷ lệ chế tạo, từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân. Mô hình phát triển của Đài Loan là dựa trên sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo nên sự đa dạng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Việt Nam cũng có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì thế nếu các doanh nghiệp đôi bên hợp tác sẽ cùng tạo nên những cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát triển trong bối cảnh hội nhập. Các công ty Đài Loan rất chú trọng hòa nhập với doanh nghiệp Việt Nam, sẽ giúp nâng cao tỷ lệ tự chế tạo cho các ngành nghề Việt Nam, từ đó giúp Việt Nam thêm tự cường trong nền kinh tế toàn cầu. Bàn về chuyện liên kết, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt không chỉ kết nối với các doanh nghiệp Đài Loan để mua bán, tạo lập chuỗi cung ứng ngay trên sân nhà, mà nên chủ động đầu tư, phát triển kinh doanh sang Đài Loan. Hiện đã có một số doanh nghiệp Việt, nhất là doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực, đã đầu tư kinh doanh tại Đài Loan và liên kết khá tốt với các doanh nghiệp của đối tác ngay tại thị trường bạn. Điển hình như chuỗi cà phê Highland Cà Phê, Món Huế, Phở 24, v.v. Tôi nghĩ là hơn lúc nào hết, cái vấn đề liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam là hết sức là quan trọng. Và đồng thời, một vấn đề nữa là chúng ta chọn những cái đối tác nào mà phù hợp với lại cái trình độ phát triển, phù hợp với lại những cái đặc điểm của kinh tế của chúng ta, thì chúng ta có những cái mối liên kết nó chặt chẽ để có lợi cho cái sản xuất và kinh doanh. Nền kinh tế Đài Loan, Trung Quốc từ lâu đã có những thế mạnh khá tương đồng với Việt Nam. Nông nghiệp, dệt may, da giày, điện tử, hóa chất, nhựa là những ngành sản xuất thế mạnh của Đài Loan. Hiện tại, chính quyền Đài Loan, Trung Quốc đang triển khai mạnh mẽ chính sách hướng Nam để tăng cường đầu tư liên kết với thị trường phía Nam Đài Loan như Việt Nam và khu vực ASEAN. Nên các lĩnh vực như nông nghiệp, bán lẻ, thương mại điện tử sẽ được phía Đài Loan thúc đẩy phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên cùng tạo lập chuỗi giá trị và làm ăn buôn bán với nhau. Theo các chuyên gia, Việt Nam còn dư địa rất tốt để các doanh nghiệp Việt và Đài Loan cùng liên kết khai thác mảng thương mại điện tử. Bởi Việt Nam hiện có dân số trẻ với người dùng Internet ước đạt 40 triệu người, gần bằng một nửa dân số, với thời gian lên mạng trên 5 tiếng một ngày và nhu cầu mua sắm trực tuyến là rất cao. Việt Nam là một nước chuyên ngành nông và thủy sản. Nếu kết hợp với công nghệ tiên tiến của Đài Loan, chắc chắn sẽ nâng cao phát triển thị trường toàn cầu. Bạn bên Đài Loan họ rất là mạnh về các mảng như là công nghiệp điện tử, nông nghiệp, về công nghệ hóa chất, hóa nhựa. Thì qua cái định hướng của chính quyền nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi thấy là cũng đã tập trung vào những ngành nghề mà rất là mạnh của phía Đài Loan. Do đó chúng tôi thấy nếu mà được thì chúng tôi sẽ tận dụng những cái cơ hội, những điểm mạnh của các bạn doanh nhân trẻ Đài Loan, ví dụ như là về ngành nông nghiệp, chúng tôi chia sẻ để những kinh nghiệm làm sao để mà nông nghiệp phát triển nông nghiệp sạch hơn và làm sao để mà nó tăng năng suất hiệu quả trong cái ngành nông nghiệp của mình, hoặc là đầu tư vào trong các ngành lĩnh vực mà về cơ khí hoặc là ngành điện tử. Thì đó là những cái cơ hội mà tôi thấy là có thể tận dụng từ các bạn Đài Loan để mà hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hiện việc xúc tiến thương mại để tạo chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp, nhất là khối SME, đã được cả phía Việt Nam và Đài Loan chú trọng. Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh YBA và Hội Doanh nhân trẻ Đài Loan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản hợp tác giữa hai hiệp hội, tạo đà cho việc liên kết hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam Đài Loan kết nối giao thương với nhau. Sắp tới, nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, xúc tiến thương mại và quảng bá cho các doanh nghiệp Việt Nam, Đài Loan sẽ được các bên tổ chức để tạo cầu nối liên kết của các doanh nghiệp SME hai thị trường. Chúng tôi thấy là giữa bên Đài Loan và phía Việt Nam có những điểm tương đồng, ví dụ như là khoảng 90% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và qua những kinh nghiệm chúng tôi thấy là các doanh nhân Đài Loan họ phát triển rất là tốt. Họ xây dựng một mối quan hệ và hỗ trợ với nhau, những chuỗi cung ứng với nhau để cùng nhau phát triển. Thì tôi thấy là khi mà ngày hôm nay có chức hội thảo
các anh chị doanh nhân trẻ đến gặp các anh chị doanh nhân trẻ tại Đài Loan, và tôi thấy là có những cơ hội bắt đầu phát sinh rồi, những cơ hội kinh doanh bắt đầu phát sinh. Và có những anh chị chia sẻ là nhờ buổi hội thảo này các anh chị đã bắt đầu tìm được nhà cung cấp cho mình. Qua buổi hội thảo này các anh chị bắt đầu đã tìm được những cái khách hàng của mình. Ở một góc độ khác, các chuyên gia cũng cho rằng việc liên kết giữa các bên phải hướng về giá trị bền vững trong kinh doanh, và nhất là việc bảo vệ môi trường. Hiện Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 5, là nguồn nhập khẩu lớn thứ 4 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 15 của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, trong khối ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Đài Loan. Sau hơn 4 thập kỷ giao thương, doanh nhân Đài Loan đã đem đến 1,4 triệu cơ hội việc làm cho người Việt và hứa hẹn sẽ mở ra hàng triệu việc làm mới cho người dân Việt Nam khi hoạt động liên kết giữa hai thị trường diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.